Thưa anh, tôi thấy rằng là khi bảng điện tử báo kết quả lần cuối, anh đã biết là vô địch rồi, nhưng tôi thấy anh không nhảy múa ăn mừng như nhiều vận động viên khác. Phải chăng là anh đã có quá quen với những chiếc huy chương và những lần vô địch rồi ạ? Cũng có thể là do mình quá căng thẳng và cái niềm vui đấy nó chưa thể bộc lộ ra ngoài được. Sau khi mà tôi bắn viên cuối cùng và thấy rằng là mình đã làm được một điều thành công, thì mình có quay ra và có một cái gọi là ăn mừng nho nhỏ. Sau đó là mình phải chấn tĩnh lại, bởi vì thực ra là còn có rất nhiều những cái thủ tục về mặt an toàn của súng, cũng như là mình cái cảm xúc lúc đấy nó cũng không thể nào mà bộc lộ ra ngay được. Trước lần bắn cuối cùng thì tôi thấy là anh vẫn còn đang kém điểm vận động viên Brazil, và cái lần bắn cuối cùng, ngắm bắn cuối cùng anh ngắm rất là lâu. Các cái loạt cuối cùng thường là những cái loạt mà, những cái viên mà rất là gay cấn, một phát bắn có được phép theo luật thì họ cho bắn là 50 giây. Bắn ở một cái thời gian lâu như vậy thì thực ra nó đến lúc bấy giờ thì cái cảm xúc cũng như là cái thần kinh mình nó rất là căng. Do vậy mà cái trạng thái mình lên cao, do vậy mà khả năng mình kết thúc nó hơi lâu một chút. Nhưng mà cái sự tập trung mình vẫn theo dõi được liên tục. Giờ thì mọi người nói nhiều về chiến thắng, về tấm huy chương của anh, nhưng có một cái lần nào đó thất bại mà làm anh nhớ nhất và lại chính lại trở thành động lực lớn nhất cho anh về trong thời gian sau đó? Ở Quảng Châu thì tôi cũng đã cận kề với tấm huy chương vàng, có thể nói là viên cuối cùng, cũng là viên cuối cùng. Lúc bấy giờ thì Quảng Châu thì lần đầu tiên tôi tham dự với giải đấu lớn, và mình cũng là lần đầu tiên mà dẫn điểm từ đầu đến cuối. Do vậy mà cái sự dồn nén về mặt trạng thái bây giờ cũng rất là cao. Có thể nói là lần đó là mình mất tập trung. Sau lần đấy thì tôi cũng bị stress tương đối, và đôi lúc là rơi vào cái tình trạng là chán nản. Nhưng mà tôi cũng được nhiều anh em bạn bè, nhất là huấn luyện viên, và đặc biệt ấy là gia đình đã động viên tôi rất là nhiều. Người huấn luyện viên trưởng tôi cũng nói rằng là tôi có thể làm được những điều tốt hơn, và nếu như kiên trì tôi sẽ thành công. Khi bắt đầu vào quân đội thì anh là một người lính công binh, sau đó lại chuyển sang là trở thành một xạ thủ. Tôi cũng đang phân vân là không hiểu giữa công binh và bắn súng thì có gì liên quan đến nhau. Tôi là một người lính công binh trước đây, và bắn súng ấy, thì cái lần đó tôi cũng là một cái duyên. Bây giờ tôi cũng tham gia một cái hội thao quân đội, thì qua cái lần đấy thì tôi có một cái duyên đối với bắn súng, và từ đó là tôi chuyển sang công tác tại đơn vị thể thao. Vậy thì cái môi trường quân đội nó ảnh hưởng đến nào, đến như thế nào đến cái việc công việc cũng như tập luyện cũng như là phong cách thi đấu của anh thưa anh? Rất quan trọng. Tôi rất tự hào là tôi là một người lính, và đến bây giờ tôi vẫn luôn tâm niệm rằng chính môi trường quân đội đã nuôi dưỡng và rèn luyện cho tôi một cái bản lĩnh như vậy. Và tức là thắng không kiêu, bại không nản, trong bất cứ một tình huống nào đều phải hoàn thành nhiệm vụ. Thì đó là một cái ý chí cũng như là một cái quyết tâm mà bất kể người lính nào hoặc là những người mà mang trong mình một cờ sắc áo của Tổ quốc đều phải làm. Anh muốn gửi gắm gì tới những người thân cũng như là những người hâm mộ ở tại quê nhà vào lúc này? Trước hết là cho tôi gửi lời một cái niềm vui đến tất cả toàn thể người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Một cái niềm vui chiến thắng đối với thể thao Việt Nam trên đấu trường Olympic. Và cho tôi gửi lời cảm ơn những người hâm mộ trên cả nước, những lời chúc của tất cả mọi người đối với thể thao Việt Nam nói chung và cá nhân tôi. Mong sẽ đạt được những thành tích tốt tại cái đấu trường Olympic. Và cho tôi gửi lời cảm ơn quân đội đến ngành thể thao và những người thân trong gia đình tôi, đặc biệt là vợ và con tôi, là những người đã chia sẻ, động viên và khích lệ cho tôi để tôi vượt qua những cái khó khăn và giành được cái chiến thắng. Xin cảm ơn anh và một lần nữa xin được chúc mừng anh.